Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Khai mạc chương trình tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2014 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Dạy và học tiếng Việt đã trở thành truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria. Đây là cơ sở cho việc gìn giữ bản sắc dân tộc Việt, xây dựng một cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương. Một trong hai giải tác phẩm của giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội đã thuộc về Martin Rama, người Uruguay, với cuốn sách mang tên Hà Nội một chốn rong chơi. Thưa quý vị và các bạn, tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2014 đã khai mạc tối ngày 31 tháng 8 tại hội trường Chathamus, thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia bà Phong Sắc Cổ Na, đại diện các bộ ngành của Việt Nam và Campuchia cùng đông đảo bà con Việt Kiều đã đến dự. Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2014, bà Sắc Cổ Na, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia khẳng định tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam là tài sản quý giá của hai dân tộc. Hai nước đã đoàn kết đánh đuổi ngoại xâm và chế độ Pol Pot, giúp Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Tuần lễ văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2014 là hoạt động thiết thực nhằm siết chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác của hai dân tộc. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Khánh Hải cũng cho rằng cả hai nước có trách nhiệm gìn giữ, phát triển và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp truyền thống. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia là sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước. Trong đêm khai mạc tại thủ đô Phnom Penh, người dân đất nước Chùa Tháp có dịp thưởng thức những bài hát, điệu múa, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam do các ca sĩ, nghệ sĩ múa, nhạc sĩ đến từ Nhà hát Tuổi Trẻ và Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn. Chương trình Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Campuchia diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2014 tại hai thành phố Phnom Penh và Siem Reap. Để nổi tiếng phong trào phát triển văn nghệ cộng đồng, chương trình Không gian văn hóa Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức đã diễn ra vòng sơ khảo tại nhà văn hóa quận Lichtenberg. Chương trình do Liên hiệp Người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức. Đến dự có ông Nguyễn Thường Bình, tham tán đại sứ quán và cả hội đoàn tại Cộng hòa Liên bang Đức cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Chương trình có sự góp mặt của 34 tiết mục đến từ Berlin và cả vùng phụ cận. Sau gần 5 giờ tranh tài, ban tổ chức đã chọn ra được 15 tiết mục xuất sắc để tham dự chương trình hội diễn của toàn liên bang. Chương trình là dịp để cộng đồng người Việt xích lại gần nhau, tăng tình đoàn kết và xua đi những vất vả của cuộc sống, đồng thời cho thấy sự hòa nhập sâu rộng, quảng bá văn hóa Việt với bạn bè nước sở tại. Tháng 9 này, ông Lê Văn Hiếu, một người Việt di cư sang Australia cách đây 36 năm, sẽ trở thành thống đốc bang Nam Australia và là người châu Á đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Trang tin ABC News trước đó vào ngày 26 tháng 6 cũng đã đăng tải thông tin này. Ông Hiếu hiện đang làm phó thống đốc bang Nam Australia và sẽ lên thay thống đốc hiện thời từ tháng 9 năm 2014. Trong một thông báo, thủ hiến Nam Australia Jay Westreel cho biết, ông Hiếu sẽ là người nhập cư châu Á đầu tiên giữ vai trò đại diện cho nữ hoàng Anh tại đây, đồng thời dành lời khen đối với vị tân thống đốc này, là người luôn thể hiện sự cống hiến tận tụy dành cho xã hội và tin tưởng tân thống đốc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị và đến Australia vào năm 1977. Ông lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Adelaide và hành nghề kế toán trước khi nghỉ hưu vào năm 2009. Ông giữ chức phó thống đốc từ năm 2007 và được trao tặng huân chương viên chức Australia năm 2010. Ngày 31 tháng 8, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ngân hàng Đầu tư Phát triển đã tổ chức buổi giao lưu định hướng ước mơ hướng tới tương lai 2014. Năm diễn giả phát biểu tại buổi giao lưu lần này là những doanh nhân, nhà quản lý người Việt Nam thuộc các công ty đang hoạt động rất thành công tại Nhật Bản. Tại buổi giao lưu, các diễn giả đã chia sẻ về những quan điểm, bí quyết trong việc tận dụng cơ hội để nắm bắt và vươn lên, từng bước đạt được những mục tiêu và thành công riêng trong sự nghiệp kinh doanh của mình, qua đó khẳng định trí tuệ, vị thế của người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
Buổi giao lưu lần này nhằm mục đích giúp cả Hiệp hội Cộng đồng Người Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và giao lưu với các doanh nhân thành đạt, qua đó giúp cả bàn tham gia định hướng và thực hiện những hoài bão, ước mơ của mình. Vừa qua, Trung tâm Tiếng Việt Lạc Hồng ở thủ đô Sofia của Bulgaria đã tổ chức khai giảng các lớp học toán tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt tại đây. Đến dự có Đại sứ Lê Đức Lưu cùng đông đảo các em học sinh là con em cộng đồng người Việt đang lao động sinh sống tại Sofia. Một buổi khai giảng đơn sơ diễn ra tại Trung tâm Lạc Hồng trong khuôn viên khu chợ bán buôn lớn Ilyensi. Các cháu học sinh tới đây để học thêm các môn khó như toán, lý, hóa để chuẩn bị cho năm học mới ở các trường phổ thông Bulgaria. Ngoài ra, các em còn được học thêm các môn cờ vua và tiếng Việt. Thế Trung tâm Tiếng Việt Lạc Hồng này thì với ba cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất tức là duy trì cái tiếng Việt và dạy dỗ tiếng Việt ở đây để trên cơ sở đó là các em có thể nắm được những cái bản sắc dân tộc Việt Nam và văn hóa của Việt Nam. Đại sứ cho biết, cộng đồng người Việt tại Bulgaria chỉ có khoảng trên 1.000 người, nhưng hoạt động rất quy củ, có tổ chức, đoàn kết và đặc biệt chú trọng vào dạy học cho cộng đồng. Niềm tự hào lớn nhất của cộng đồng là dù cha mẹ chủ yếu là tiểu thương trong chợ, nhưng con cái lại học hành rất giỏi. 100% các em đỗ đại học và những thủ khoa ở các trường hàng đầu tại Sofia đều là con em người Việt. Thầy Nguyễn Đình Hùng đóng góp một phần không nhỏ cho thành công này. Thấy có rất nhiều các cháu ở Việt Nam ở đây là học toán rất tốt, nhưng mà còn vất vả. Do đó tôi quyết định là giúp đỡ các cháu. Bên cạnh bồi dưỡng kiến thức, Trung tâm Lạc Hồng còn tổ chức các lớp học tiếng Việt cho các học sinh thuộc thế hệ thứ hai không biết tiếng mẹ đẻ. Cháu học tiếng Việt để cháu về Việt Nam, cháu nói chuyện với ông bà, cháu về nhà cháu nói chuyện với mẹ cháu, cả bố cháu nói với các bạn. Cháu học tiếng Việt Nam để xem phim với bố mẹ, để cho nó vui, và cháu xem chương trình giống như Đỉnh Núi Olympia, để cháu trả lời được câu hỏi đấy. Cái thành công của cái Trung tâm Tiếng Việt Lạc Hồng là thành công của Hội Việt Nam, mà thành công của Hội Việt Nam là thành công của các bậc phụ huynh, của toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở đây, và đặc biệt là của các thầy cô giáo. Giáo viên của các lớp học chính là những thành viên trong hội. Sau những giờ buôn bán mưu sinh, họ tranh thủ sắp xếp thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để dạy học cho các cháu. Đối với họ, truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Bulgaria là trách nhiệm, là tình cảm không chỉ đối với các cháu. Mỗi một chúng tôi cũng là những người mà cũng xa quê rất là lâu rồi, nhưng mà cũng luôn luôn trong bản thân mình là muốn gìn giữ tiếng Việt, muốn cái cảm nhận của mình là người Việt không hề thay đổi. Nên là chính vì những cái suy nghĩ mà chúng tôi tham gia để dạy và học cùng các em. Dạy và học tiếng Việt đã trở thành truyền thống trong cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria. Điều này tạo cơ sở cho việc gìn giữ bản sắc dân tộc Việt, xây dựng một cộng đồng đoàn kết hướng về quê hương đất nước, hòa nhập tốt vào nước sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước. Duy Nghĩa, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ Sofia, Bulgaria. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đã kết thúc được gần 4 thập kỷ, song đề tài về chiến tranh ở Việt Nam tiếp tục là chủ đề được quan tâm tại một cuộc triển lãm ảnh trong khuôn khổ Liên hoan ảnh báo chí quốc tế lần thứ 26 mang tên Dấu chứng thực cho hình ảnh, được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9 tại thành phố Perpignan, miền Nam nước Pháp. Thu hút sự quan tâm đặc biệt của các phóng viên và công chúng quốc tế có mặt tại triển lãm là 8 bức ảnh do các phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính, Chu Chí Thành, Hứa Kiểm, Mai Nam thực hiện trong giai đoạn 1966-1973. Những bức ảnh này mô tả sự khốc liệt của cuộc chiến tranh cũng như tinh thần quả cảm của người lính bộ đội Cụ Hồ, yếu tố quyết định làm nên thắng lợi trong cuộc chiến đấu gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc Việt Nam chống lại kẻ thù mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Nhân dịp này, phóng viên ảnh người Pháp Patrick Chauvin, người đã từng chạm trán với cái chết tại các trận chiến đẫm máu bên những quả đồi không tên trong cả cánh rừng Tây Nguyên, cho ra mắt cuốn sách Những phóng viên ảnh miền Bắc vừa được ấn hành. Giải thưởng thường niên mang tên Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm nay đã vừa được trao cho 5 cá nhân và tập thể.
Một trong hai giải tác phẩm năm nay thuộc về một người nước ngoài, đó là Martin Rama, người Uruguay, với cuốn sách đầu tay của ông về đề tài văn hóa xã hội mang tên Hà Nội, một chốn rong chơi. Trong phóng sự sau, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tại sao Martin Rama lại yêu và gắn bó với thành phố này đến như vậy. Hà Nội, một chốn rong chơi được xuất bản tại Việt Nam lần đầu vào tháng 3 năm nay. Cuốn sách bao gồm 24 chương và hàng trăm bức ảnh do tác giả Martin Rama chụp lại trong một thập kỷ qua. Cuốn sách dành để khắc họa những nét riêng chỉ có ở Hà Nội. Độc giả của cuốn sách, bất kể là người nước nào, cũng có thể chia sẻ trải nghiệm về những hình ảnh và cảm nhận từ cuộc dạo chơi đặc biệt quanh thành phố này. Tôi đã sống ở Hà Nội 2 lần trong tổng cộng 7 năm. Tôi thấy những bức ảnh này quả là sự phản chiếu đẹp đẽ của Hà Nội với những thứ hết sức đặc biệt của nó. Những bức ảnh thể hiện một Hà Nội đang chuyển mình nhanh chóng. Tôi nghĩ Martin đang cố lưu giữ những nét đẹp của Hà Nội. Điều đó thật đáng ngợi khen. Hà Nội, một chốn rong chơi được xuất bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Biên dịch Nguyễn Văn Tùng, một người bạn của Martin, là người đã giúp ông đưa cuốn sách gần hơn với khán giả Việt Nam. Bản thân người Hà Nội cũng khó nói được chính xác điều gì khiến cho Hà Nội đặc biệt đến vậy. Cuốn sách giúp cho người bản xứ có cái nhìn khác với thành phố của mình. Viết rất là duyên, có nhiều cái chi tiết mà tất nhiên là mình là người ở đây thì mình thấy như khi mình ngầm định nó rồi nhưng mình không để ý nữa. Ví dụ ba cái ảnh như này thấy là cái cách ngồi của ba người này thể hiện rõ là cái trạng thái mà hai người đang tình cảm với nhau là như nào thì mình thấy duyên. Hà Nội, một chốn rong chơi được rất nhiều độc giả đánh giá là có ngôn từ phong phú, lối viết văn dí dỏm, cũng như có nhiều hình ảnh hiếm về thủ đô Hà Nội và người dân Hà Nội từ cuối những năm 90. Chắc hẳn nhiều người sẽ cho rằng tác giả của Hà Nội, một chốn rong chơi hẳn phải là một nhà văn hay một nhà báo. Thế nhưng Martin Rama lại là một chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới. Ông nổi tiếng vì rất nhiều nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế cũng như những chính sách xóa đói giảm nghèo cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Martin Rama đến Hà Nội lần đầu tiên vào năm 1998 trong một chuyến công tác của Ngân hàng Thế giới. Sau đó, khi ông đảm nhiệm vị trí chuyên gia kinh tế trưởng và quyền trưởng đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong vòng 8 năm từ 2002 đến 2010, Martin đã chuyển đến sống ở Hà Nội và luôn coi đó là nhà của mình. Tôi lúc nào cũng yêu Hà Nội. Lần đầu tiên tôi đến đây là từ hơn 15 năm trước. Tôi đã yêu mến thành phố đáng yêu này ngay từ khi đó. Tôi thích đi dạo cuối tuần, tìm hiểu về thành phố và chụp ảnh đây đó để thấy được Hà Nội đặc biệt như thế nào. Martin Rama ví cuốn sách của mình như một bát phở. 24 chương trong cuốn sách là 24 nguyên liệu nấu món phở đó. Những ngôi biệt thự cổ được xây từ thế kỷ trước, những nét kiến trúc, sông hồ và cuộc sống trên đường phố chính là những nguyên liệu mà Martin đã chọn cho chốn rong chơi của mình. Đối với Martin Rama, Hà Nội, một chốn rong chơi chính là cách mà ông lưu giữ một thập kỷ nhỏ bé trong cuộc sống của Hà Nội ở cuối thiên niên kỷ đầu tiên của thành phố này. Bước xuống phố sang tình mơ, dạo qua góc. Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm 2014 vừa chính thức khai mạc. Đây là một trong chuỗi sự kiện thể thao văn hóa nổi bật của Đà Nẵng chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng năm nay đã thu hút trên 4.000 vận động viên đến từ 30 quốc gia và từ cả địa phương trong cả nước tham gia. Các vận động viên tham dự ba nội dung là Marathon 42,195 km, bảng Marathon 21,975 km và chạy và đi bộ phong trào 5 km. Đây là lần thứ hai sự kiện thể thao quốc tế này được tổ chức. Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng đã chính thức là thành viên thứ 97 của Hiệp hội Marathon Quốc tế. Với thành tích đạt được tại cuộc thi này, các vận động viên có thể sử dụng để tham dự các cuộc thi Marathon khác trên toàn thế giới. Bản tin Người Việt Bốn Phương của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc tại trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.